Trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 3 quyết định xuất cấp hơn 21.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương cấp phát cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Giáp Hạt Đầu năm 2022 và người dân bị ảnh hưởng của mưa lũ. Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính, thì tính đến hết ngày 26 tháng 1, các cục dự trữ nhà nước khu vực đã xuất cấp được khoảng 11.000 tấn gạo. Số gạo còn lại, các cục khu vực thì đang khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh và các sở ngành liên quan để tiếp nhận, phân bổ gạo đến đối tượng thụ hưởng, bảo đảm phương châm đưa gạo hỗ trợ của Chính phủ đến tay người dân trong thời gian sớm nhất. Ngày 27 tháng 1, tại khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày chia tách và tái thành lập huyện Con Plông, 31 tháng 1 năm 2002, 31 tháng 1 năm 2022. Là một huyện nằm ở phía đông có vị trí quan trọng, tỉnh Kon Tum sẽ xây dựng huyện Con Plông trở thành vùng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trọng điểm vào năm 2025. Xây dựng trung tâm huyện lỵ Con Plông gắn với khu du lịch sinh thái Măng Đen trở thành điểm du lịch đa dạng, phong phú về loại hình với thương hiệu riêng, hạ tầng hiện đại, chất lượng phục vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2025. Xây dựng Con Plông trở thành trung tâm du lịch, hội nghị, nghỉ dưỡng, mang tầm quốc gia và đậm bản sắc văn hóa dân tộc, trở thành trung tâm du lịch hàng đầu của khu vực Tây Nguyên vào năm 2030. Đặc biệt, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của người đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo. Ngày 27 tháng 1, tỉnh Ninh Bình tổ chức khánh thành giai đoạn 1 và đưa vào khai thác hai công trình phục dựng khu phố cổ Tràng An và phố cổ Hoa Lư. Việc đầu tư tôn tạo phục dựng tại khu phố cổ Hoa Lư tại Hồ Kỳ Lân thuộc quần thể công viên Kỳ Lân, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình và phục dựng khu phố cổ Tràng An tại quần thể danh thắng Tràng An, huyện Hoa Lư là hoạt động du lịch trọng tâm thực hiện các chủ trương của tỉnh Ninh Bình trong phát triển du lịch Ninh Bình giai đoạn 2021-2030 định hướng đến năm 2045 với mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch của đồng bằng sông Hồng và là điểm đến hấp dẫn nhất của du khách trong nước và quốc tế. Dự kiến toàn bộ các công trình sẽ được phục dựng tái tạo trong thời gian 20 năm, sẽ có 10.000 hộ dân ở huyện Hoa Lư, thành phố Ninh Bình sinh sống tại khu vực phố cổ. Thưa quý vị, tại hai trung tâm du lịch lớn ở miền Trung là Đà Nẵng và Hội An, hàng loạt chương trình xúc tiến du lịch liên tục được ký kết vào thời gian gần đây. Điều này thì được xem là bước chuẩn bị để bảo đảm việc phục vụ khách du lịch trong dịp Tết này. Dù dự báo là lượng khách không lớn và không mở cửa ồ ạt, nhưng mà các điểm du lịch vẫn sẽ mở cửa đón khách theo đúng phương châm, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch. Hiện nhiều khách sạn, resort tại Đà Nẵng và Hội An, tỉnh Quảng Nam đã chủ động mở cửa và đưa ra nhiều sản phẩm để thu hút du khách xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay. Ngoài vấn đề giá hấp dẫn, các gói nghỉ dưỡng cao cấp dành cho gia đình, cặp đôi nhưng với giá ưu đãi là những sản phẩm rất mới tại Đà Nẵng. Dịch thì tất nhiên là khách sạn cũng luôn thay đổi để mà nó phù hợp và đưa ra những cái chương trình cao cấp dành cho khách vào cái dịp nghỉ lễ và giai đoạn Tết. Hiện tại thì khách sạn tình trạng thì cũng có nhiều booking yêu cầu từ các khách đến từ Hà Nội và Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn Tết này thì tạo ra những cái chương trình cũng như là cái kế hoạch, cái hoạt động trong khách sạn giải trí để mà nhằm lên kích cầu cho cái việc khách có thể trải nghiệm trong quá trình nghỉ Tết dài ngày ở Đà Nẵng. Hiện nay thì Hội An cũng đang thực hiện các cái tour tham quan khép kín. Trong các cái tour đó thì đi theo hình thức trọn gói thì du khách được trải nghiệm tham quan những cái điểm mà đã được chúng tôi khảo sát và cũng thực hiện các cái phương án là đón khách khép kín rất là an toàn thì du khách có thể yên tâm khi về với Hội An. Theo thống kê của ngành du lịch, hiện đã có một lượng khách du lịch nội địa đã đặt chỗ đến Đà Nẵng và Hội An dịp Tết này. Đối tượng khách chủ yếu vẫn là nghỉ dưỡng gia đình. Do đó, vấn đề dịch bệnh không ảnh hưởng quá nhiều đến nhóm khách này. Chúng tôi cũng rất là mong muốn thông qua cái sự kiện lần này thì các hãng hàng không cũng như là các cái đơn vị cung ứng dịch vụ về hàng không có thể nắm bắt được các cái thông tin sẵn sàng của điểm đến Đà Nẵng, của thành phố Đà Nẵng và cái sự sẵn sàng của các cái đơn vị cung ứng dịch vụ địa phương. Trên cái cơ sở đó thì sẽ có cái hợp tác kết nối chặt chẽ hơn để góp phần thúc đẩy cái việc phục hồi kinh tế, đặc biệt là phục hồi cái việc đưa khách du lịch trở lại thành phố trong cái thời gian tới. Ngành du lịch miền Trung vẫn tiếp tục khó khăn khi dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp.
Tuy nhiên, với tinh thần đẩy mạnh mở cửa của chính phủ, các điểm đến du lịch tại Đà Nẵng hay Hội An cũng đã sẵn sàng tâm thế để khi du khách đến trong dịp Tết vẫn được phục vụ chu đáo, an toàn.